Nhà đất xin kính chào quý anh chị ạ. Hôm nay đất đang tải lên một mảnh đất ở ngay huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhé quý anh chị. Và đây là con đường liên thông ra con đường Ngô Quyền đây ạ. Đây là cái trường cấp 3 nhé quý anh chị. Trường cấp 3 đây ạ. Trường cấp 3 của huyện Chư Sê đây nhá. Ở đây thì khu dân cư đông đúc. Từ vị trí này chúng ta ra tới quốc lộ 14A bán kính khoảng 600m nhé quý anh chị. Về tới trung tâm ủy ban dân huyện Chư Sê thì khoảng 2 cây số đổ lại ạ, khoảng 2 cây. Từ vị trí đây chúng ta ra tới chợ và bệnh viện, ở trên này có một cái chợ và bệnh viện thì bán kính trong vòng khoảng 1 cây số đổ lại nhé quý anh chị. Và đây là con đường, lối dài của đường Ngô Quyền ạ. Theo hướng này chúng ta đi Gia Lai được ạ. Từ vị trí này chúng ta đi theo con đường đây để tới trung tâm thành phố Bà Lê Cu Gia Lai cũng như sân bay thì khoảng 32 cây số nhé quý anh chị nhé. Khoảng 32 cây số ạ. Một lô đất hôm nay nhà đất đang tải lên là ngay cách trường cấp 3 của chúng ta bán kính trong vòng khoảng 50m thôi ạ, khoảng 50m. Theo mặt đường liên xã đây, đây ạ, đất chúng ta là khu vực đây nha quý anh chị. Mặt đường liên xã là 7m, chiều sâu của chúng ta đã trừ lộ giới là 50m ạ. Trong đó có 150m đất thổ cư. Đây ạ, vị trí nô đất chúng ta là đây á. Theo mặt đường đây là 7m nhé quý anh chị nhé. Một nô đất đẹp cho quý anh chị nhà đầu tư sinh lời. Hoặc về đây chúng ta có thể ở đây định cư, sinh sống buôn bán, bất cứ các mặt hàng gì cũng được ạ. Có thể xây nhà nghỉ, nhà trọ ở đây cho học sinh ở đây, cư trú ở đây để cho học sinh đi học là được nhé quý anh chị nhé. Một nô đất quá đẹp luôn, với cái giá cả hợp lý cho quý anh chị ạ. Đó, trường cấp 3 ngay cổng trường đây ạ. Chỉ cách 50m đổ lại là chúng ta về tới vị trí nô đất của chúng ta rồi. Với cái giá gia chủ đưa ra tổng cái tài sản đây là 1 tỷ 100 triệu nha quý anh chị nhá. Bao sang tên biệt ở cho quý anh chị. 1 tỷ 100 triệu ạ. Đất đã có 150m đất thổ cư. Với khu vực đây quý anh chị về đây sinh sống thuận tiện cho con em chúng ta ở đây ăn học nhá. Gần chợ, gần bệnh viện, gần trường học. Đường đi nối lại thuận tiện. Chúng ta có thể kinh doanh mua bán ở đây được nhỉ. Rồi, quý anh chị là quan tâm tới lô đất đây thì liên hệ ngay với nhà đất, số điện thoại trên màn hình là 0975 582 442 và kết nối Zalo để cho nhà đất gửi bìa đỏ pháp lý cho quý anh chị tham khảo ạ. Bây giờ xin mời quý anh chị theo dõi livecam để biết vị trí lô đất, khu dân cư nó thuận tiện thế nào ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.